Chào bà con nha. Nó bán tối ngày mà. Dám tối ngày luôn, cái này còn ị xẹo quá nè. Tết mà phải đâu phải ngày thường. Còn bữa 29 heo là nó nhím bằng đêm luôn. Bằng đêm nó bán rau cải, bán thịt, bán y ra bằng đêm luôn á. Bằng điều á nha, tại mình không có. 29 là bữa 30 nó bán nguyên thừa đó. Còn thấy sáng ngoái giống như ở thành phố người ta đi làm về, thấy về quá trời. Chợ nay ngày mai là mò về mới nhiều. Mai về gì nữa? Bởi vì ngày mai ngày mai dạng gì nữa nè. Thấy không? Thì bữa nay ngày mai thứ bảy, mai thứ bảy rồi nghỉ rồi còn nữa. Ừ. Mai nó gì nè. Bữa nay là nó mà còn mặt bữa nay nó nghỉ rồi. Thì bữa nay tất cả đều nghỉ Tết hết rồi đó. Thì cũng ngày thứ bảy chủ nhật rồi. Ngày mai đâu tối nay là bắt đầu ta về. Tối nay về lai ra nhiều rồi đó. Đặt. Ai có xe nhà là về rồi rồi đó. Nhưng mà con lên lại chóng sướng. Ừ. Mà đi lên trong lỏng luôn, chẳng cái xe nào vậy chạy lên. Không chạy lên mà chạy gì à? Chạy gì ăn chi? Thì chạy về đường thì bên kia bên đường đó nó chạy, bên đường con chạy. Ừ. Bên đường con thì trong lỏng, bên đường đó thì đặt nghẹt. Ai đồng đi lên? Bởi vậy. Nhưng mà sáng phải thức sớm về chứ trễ là kẹt nữa. Cái gầm hôm nay chiều nhà mình ăn cơm đã luôn, cái món này ăn ngọt mẹ. Hôm nay tôi bắt đây bắt nồi nước, ai có nước cũng được luôn. Mình cách chi có gần đây quên mua gừng, cái gừng mặn cá gừng trống mặn cá chưa mặn mấy em hai cái chết mới nè. Oh. Ơi mình mua 3 tờ giấy số bữa mình thả cá không? Nhớ. Em trúng rồi nè. Đâu? Sao trúng? Hơn nè. Hả? Trúng được nhiêu? Hơn nè. Em không biết dò nhưng mà giờ nó đúng hết luôn rồi. Đúng hết hả? Nó đúng hết luôn rồi. Đúng hết luôn. Nó đúng ở cái hàng giải tư á. Giải tư hả? Giải tư là được. Ồ, 3 tờ này hả? Bữa anh lấy nè phải không? Bữa anh nhớ anh nói gì không? Thì chúng giải đặc biệt anh đi mua cá ở tất cả các ở trong quyện Long Hà, huyện Lấp Vò không? Ờ. Mà giờ chúng giải tư à. Giải tư thôi hả? Đây chúng tờ này. Đâu? 5, 7, 4, 6, 2, 5. Không biết em giờ đúng không nữa, em nghĩ là em trúng á. Đâu lấy điện thoại kìa, lấy điện thoại giờ thử coi. Em đang cho cha giờ chứ con. Sao mà tại sao không trúng giải đặc biệt? Anh kêu trúng giải đặc biệt mà. Có trúng rồi được rồi. Đâu em đem ra giờ thử coi. Chừng lộn á. Nãy có vụ ba bên đi ngang mà tính kêu ổng lại. Cái con đâu không biết được, tôi thấy nó giống như vậy đó. Đâu? Mà cái đừng không biết phải đài đó không nha. Biết phải không đó, ổng hai nhà mình từ trưa giờ có trúng với số đâu. Nay mày đặt trúng với số nữa. Mày coi kỹ ra cái đài đi, mày coi. Để đó cho cha dò. Đâu? Ấy cái đài đi. Trời vô đi, trời ơi trúng ăn mừng luôn á. 31 bên của đồ mừng. Ngoài mùa đường mình. Ngon. Nhà mình ăn Tết ngon rồi. Nè, 31 tháng 5 rồi. Này là 31 tháng 5 rồi. Cái gì ăn? Phải không em? Có chưa? Nghi ngờ quá, nhà mình ngày xưa về làm gì có trúng giấy số. Vậy á mà em mua em trúng đó. Bữa mới nằm mơ em trúng giấy số đó. Đi chị Lon riết mà nằm mơ chứ giấy số luôn. số An Giang 31. Đâu? Đây nè anh. Cho anh coi chứ. Dạ cha. Đây là 74625 nè. 74625 nè cha. 74625 trúng rồi, trúng 4. Nè G4 nè. 74625 trúng. Nè. Trúng rồi không cha? Trúng rồi. Thì đó, con thấy nó trúng giống hết thì trúng gì nè. Sổ số An Giang ngày 31 tháng 1. Ngày An Giang 31 tháng 1. Đâu đưa anh coi coi. Coi cái hố cho kỹ. Đây An Giang ngày 31 tháng 1. Rồi. 74625 trúng. Trúng. Dữ dằn, nhà trúng số rồi, dữ dằn thiệt. Trời ơi, ăn Tết quy hoàng luôn. Mà giải tư được nhiêu ạ? 3 triệu. Trời ơi, 3 triệu. Thôi rồi. Chỗ nào 3 triệu đâu? Mẹ. Ờ mở số sao mẹ? Ở phía sau để dễ nhất chị gì ba được nhiêu? Từ 5 chữ số trúng 3 triệu. Đâu? Dễ xíu. Nè, 70 giải tư, 5 chữ số trúng 3 triệu, thấy không? Trúng có 3 triệu hả? Ừ.
Nhưng mà hôm bữa anh nói là anh mua cá không xanh đúng không? Thì bây giờ cá cái này bữa anh nói là nếu mà trúng nữa thì mua cá không xanh tiếp. Nhưng mà phải trúng đặc biệt kìa. Nhưng mà giờ lỡ trúng rồi, trúng số thường rồi thôi kệ mua luôn đi. Mua mà mình mua ít lại. Chứ không phải mua hết nhiều bao đó. Thì hôm bữa bây giờ trúng 3 triệu đúng không? Ừ. Rồi ok. Bây giờ nếu mà cái này trúng 3 triệu thì anh sẽ đi mua cá phóng sinh tiếp. Nhưng mà anh sẽ mua 2 triệu thôi. Còn lại 1 triệu anh sẽ mua với số trong vòng 5 ngày. Không. Không. 1 ngày thôi, bây giờ mình không có mình 1 ngày thôi mua 200 ngàn với số thôi. Không. Mua còn em mua như vậy thì không phải. Còn lại mình phải ăn chứ. Ăn cái gì ăn? Ăn mừng chứ, mua hết rồi. Ăn mừng nữa hả? Có vụ mừng nữa trời. Bây giờ á, nếu như vậy thì thả cá 2 triệu thôi. Đúng thôi. 2 triệu thôi. À, mua 200 ngàn tiền vé số. Còn lại 800 ngàn là ăn mừng. 800 ngàn mừng. Rồi gì cũng được. 800 ngàn được rồi. Rồi bữa nói gì nhớ nữa không? Này cha. Nói mà thả cá nhưng mà cái chợ cô gì đó gửi về là 2 triệu 3. Dạ. Mà mình mua hết trơn là còn dư lại 30 ngàn. Đây nè, nói đây nè. 3 tờ vé số chúng mua cá thả tiếp. Đúng. Thì rồi. Đây là 3 tờ này nè. Ừ, bữa đó. Này nói là lấy cái đức của chị gì đó. À cái ba tờ giấy số này hôm bữa mình thả cá của chị của chị Thí Võ. Thì tiền của chị Thí Võ đó. Tiền này là tiền của chị Thí Võ nè. Bây giờ cái tiền này á là bữa là chị Thí Võ gửi 100 đô là 2 triệu 3. Nhưng mà em mua đã đời em mua hết cái chợ cá đồng sống luôn còn được 30 ngàn em mua 3 tờ nè chị. Bây giờ nó trúng nữa rồi đó. Bây giờ cái tờ này nó trúng thêm 3 triệu nữa thì em sẽ thả cá thêm 2 triệu nữa, tức là gần 100 đô á. 100 đô là 2 triệu 3 nhưng mà em sẽ thả 2 triệu thôi. Còn 200 ngàn em sẽ mua thêm vé số. Nếu mà chúng tiếp tục nữa thì em sẽ mua hết chúng đặc biệt nha. Chúng đặc biệt nha. Thì em sẽ mua hết cá ở cái huyện của em thả luôn. Rồi bây giờ còn lại 800 ngàn thì chắc để nhàn mừng đi Tết rồi. Nay là ngày 28 Tết. Ủa 27 Tết. Anh ơi nhưng mà lãnh hình như nó còn trừ thuế đúng không? Đâu, trên 5 triệu mới trừ thế. À vậy hả, 3 triệu không trừ. 5 triệu thì không, 3 triệu chắc mình lãnh được hết. Quên. 3 triệu chắc gì đó lãnh được 3 triệu đâu. Đúng rồi, lãnh được 2 triệu. Không, mình lãnh ở đại lý này nó sẽ trừ mình miếng cho nó lời gì đó. Đúng anh rồi. Cô biết nữa. Từ xưa giờ nhà mình cũng số đâu biết. Lần đầu tiên chúng số luôn. Ý là bây giờ đi ra đó lãnh không được 3 triệu đâu. 2 triệu mấy thôi. Như vậy thì mình sẽ mua dành 200 ngàn tiền mua lại vé số. Thì cầu mai là trúng nữa. Còn toàn bộ còn chừng chắc 600 ngàn cái gì. Rượu Dương Út qua nhậu. Rượu Dương Út qua nhậu ăn mừng bữa ơi. 3 triệu chắc lắm 2 triệu 7. 2 triệu mấy hả? Thôi với thôi mua cá. Giờ mình thả cứ thả 2 triệu. Cứ thả 2 triệu còn bao nhiêu? 200 ngàn số là 2 triệu 2. Đồ ăn thiếu thì mình bù thêm. Bù nữa gì chứ bù nữa. Ủa chứ giờ có mấy trăm ngàn thì sao mà lên đình được? Phải bù thêm rồi đó. Đâu, 500 ngàn cũng đã lên đình rồi. Ừ vậy đi, có nhiêu ăn nhiêu. Rồi có nhiêu ăn nhiêu. Thì mong là chị mong là cái tiền này nó tiếp tục tái sinh để mình thả cá tiếp. Thôi nhiều lần tới chúng số đặc biệt đi. Đặc biệt mình sẽ thả rất nhiều. Nhưng mà đúng là tiền của chị Thí Võ hên thiệt. Từ ngày xưa, từ ngàn xưa tới bây giờ nhà em lần đầu tiên trúng số luôn á thiệt. Từ ngày xưa làm gì có biết trúng mà chẳng có biết dò. Lần đầu tiên trúng số luôn á. Mà dò cũng chẳng biết lãnh ở đâu nữa. Hay thiệt, đây. Hên quá. Mời mời tôi qua đó tôi hỏi nó tôi đổi thôi. Thì mai em đi đổi luôn. Coi nó có ăn lời nhiêu không? Chắc chắn sẽ ăn lời. Cái thằng đại lý thằng à. Phải ăn lời chứ nó mới đi đổi. Cái đó giống như đổi giùm mình thì người ta phải ăn lời. Thằng bảy lúa. Còn không mình phải lên tổng đại lý. Họ mấy thì mua giấy số của nó. Mình đổi mình lấy giấy số đó. Thôi mua của những người nghèo đi. Của mấy ông cụ nghèo. Mua giấy số của mấy người nghèo đi. Của cái cô hôm bữa bán hên thiệt. Cái ông kia ông đi bán cho mình hoài có trúng đâu. Không, cô ông bữa. Có bán có nhiêu đó số à. Ông không có đổ số mới. Ông có nhiêu đó số cũ à. Kỳ vậy. Ừ, em mua mấy lần em thấy có nhiêu đó số cũ. Bài lần đầu tiên trúng số. Này mà trúng 2 tỷ chắc xỉu luôn. Làm gì xỉu? Mà xỉu. Cái gì đâu mà xỉu? Sao em xỉu? Vui. Vui. Thôi vậy ngày mai em đi thả cá tiếp đi. Mong ngày mai là hai cái chợ có cá. Không. Ngày mai phải đi thiệt sớm nếu không là 28 Tết rồi thôi. Ngày mai 28 Tết. Đi sớm đi. Nếu không đi trễ là người ta mua hết bây giờ ha, trên Sài Gòn nó về dữ lắm rồi. 28 Tết rồi đi mua cá là khó rồi đó. Trên thành phố bây giờ người ta đi làm về thấy đặt nghẹt mà chợ á. Mai mình đi sớm. Mời mình đi thiệt sớm mới có cầu mong có cá mà mua. Sớm là hai đứa.
Vô chân này nói ngon lắm, chứ sáng thì tôi sớm chưa đi sớm đâu. Không, sớm như hôm bữa cũng được rồi. Hôm bữa cũng đi sớm cũng. Sớm hơn đi, sớm, sớm hơn. Đi thả cá xong rồi mình đi chợ mua đồ ăn luôn. Đi chợ. Rồi sáng thì sáng cho kêu 5 giờ sức cho kêu. Dạ. Chắc ăn 5 giờ đi. 5 giờ đi kêu rồi sửa sẵn là vừa á. Đúng rồi, mình ra mình mua xong rồi mình Ủa sáng nước nước gồng hay nước lớn cha? Nước lớn. À sáng lớn khi máy dễ. Chị giỏ mới được. Không mà lần đầu tiên đúng là lần đầu tiên nhà anh trúng số luôn á. Hay ha, còn 30 ngàn mua đúng 3 tờ. Đúng 3 tờ trúng được tờ. Trúng được tờ. Nếu mà trúng 3 tờ ngon ta. Như vậy là như vậy là cái cùi này bên Mương Điều còn trúng nữa nè. Còn trúng. Tại hôm bữa cũng còn có mấy số. Còn bên Mương Điều còn trúng nữa. Còn trúng nữa. Vậy là bên đó chắc có trúng nữa đó. Trúng. 7 tấm là tấm 7 tấm trúng đặc biệt. Bây giờ không cái này tới 70 giải khuyến khích mà. Tức là bây giờ trúng rồi. Đã không? Đã. Trời ơi, này mà chúng đặc biệt cái mua cá đã luôn. Nhưng mà em thấy đầu năm mình chúng với số là thấy cả năm hơn rồi đó. Thì năm nay hơn mà năm nay là năm hai làm ăn được mà. Ừ. Năm nay là năm của mình mà. Của em. Ừ. Mày không có đó là. À, là của em. Đâu? Sao lại không có con? Mày không có. Tại sao? Vô tích sự không có. Vậy con, gì cái vậy? Em mua bóng với số, em mua với số mấy chúng nè. Sao con không có? Cái năm mày không có cái số nào hơn hết. Trời ơi. 31 tuổi sao không hên? Anh hên ké em là được rồi. Rồi năm tới này em nuôi anh đi. Em hên em nuôi anh đi, anh xui rồi đó. Em không có tiền nuôi nhưng mà em trúng số là được. Hay ha. Hay. Nhà anh từ xưa giờ làm gì trúng? Rồi đó trăm ngàn. Bà mua bao nhiêu tờ rồi? Không, hồi nào tới giờ chưa mua mới lần đầu trúng 100 ngàn luôn á. Rồi tới giờ lỗ luôn. Không, cái mấy lần sau mới mua nữa có chút. Cái bữa đó là anh nhờ anh cầu xin ha mấy con cá đó. Anh cầu xin nó để mà ha, nó trúng. Bên Mương Điều mà cũng có người trúng ví dụ 3 triệu là ta ăn Tết cũng ngon rồi. 3 triệu là ăn Tết gì? Em ơi. Dễ 3 là được nhiêu tiền? Em coi tờ giấy số dễ 3 được nhiêu tiền? Có thể ngày mai mình mua mình lên được giải đó, giải 3 đó. À giải 3 10 triệu hả? Có thể ngày mai mình leo lên được giải nữa. Ừ. Chỉ có giải đặc biệt đó là được 2 tỷ thôi, còn cái giải kia có mấy triệu à. À. Ăn ủi được chi? Ăn ủi 100 triệu. Ăn ủi 100 triệu. Ừ, ăn ủi. Được ăn ủi đỡ. Trời ơi. Ăn cái Tết linh được. Thì ăn ủi đó, giải tư mà đúng hết 5 số còn số chặt. Không hết 5 số đâu, số nào chặt đâu. Số cuối, số đầu tiên chặt. Là 5 con, cũng 4 phải không? 6 con, 6 con trúng 5 con, chặt 1 con. Có 6 triệu rồi, nếu mà mình chặt 1 số. Ủa vậy hả? Ừ, chứ không được 100. Ủa gì cái nào vậy, chục 100 ta? Không, 1 số là hàng nào cũng là ấy, chặt số nào cũng được hết trơn á. Ừ. Là mấy 6 triệu, còn mình búng nguyên 1 dọc chặt số bì á thì được 100. À, ồ khó dữ vậy. Đâu có. Giải phụ đặc biệt là 50 triệu cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp. Ừ. Tức là 6 số mà 5 số cuối mà. Chỉ có 5 chục à. Được có 5 chục. Vì nó giảm mà anh chơi. Giảm rồi. Còn có 5 chục. Nhưng mà nó tăng cái giải nhất lên. Ủi hả? Ở giờ hôm đó. Mỗi lần 100 chẳng. Ông chính ông trúng giải ngủ cho nhờ 100. Nhưng mà giờ nó giảm nó giảm nhưng mà nó tăng. Đẩy đám kia nó tăng cái tiền lên 2 tỷ rồi. Bữa hôm 1 tỷ rưỡi. Bữa hôm 1 tỷ rưỡi. Bây giờ 2 tỷ thì nó giảm cái kia cũng vậy mấy này chơi khôn thiệt ha. 1 tỷ 3, 1 tỷ rưỡi đó. Thế vậy hay gồng nó ngồi không nó tính không? Dạ. Yeah. Chơi tính dữ à? Tăng cái đó cho mình mừng. Mình mừng thôi chứ thật chắc nó đâu có trúng. Này mua nào đâu là không hết nước đá rồi. Thôi bỏ cha đừng uống nha, để nó bỏ. Ôi cất gì mày nãy. Mày nói chuyện lộn á. Cái hai tấm kia bỏ riêng ra đi. Đừng lộn em ơi. Mắc cười không em? Mua cá, cầu thằng cá trúng. Nó quên còn mở không nữa ta. Không có mở thì nướng. Bây giờ coi còn mở không quên nữa. Nó mất màu canh đi bây giờ. Để cho cá nó lưỡi thường để lâu quá nó ấm nữa. Nó không chết. Gì? Cá chê hả mẹ? Không, cá chê nướng không ngon à.
chay nướng ăn nó mới ngon hơn chiên đó. Nướng không gừng ta mới ngon hơn chiên. Cá chê già mà nướng ăn là cũng là ngon hơn cá chiên luôn. Thơm. Phải giờ chiên không giờ không nướng. Cá chê già nướng là thử sách đó. Khi mà nấu nồi canh xong thì có than á, nó có được một nồi than đó thì mình sẽ nướng con cá chê. Cá chê nướng ăn với mắm rừng cũng rất là ngon, cha nói vậy, cha nói ăn rất là ngon cho nên là bây giờ mình sẽ nướng luôn. Mẹ ơi, nướng thật trực tiếp ở đây mẹ ơi, không có làm đó, nướng trực tiếp đây luôn. Ủa mình có cái dĩa nhỏ đâu rồi, dĩa nhỏ nhỏ. Bị nhiều cá đó là mày gấp nó không hết, phải nướng cái dĩa. Nướng dĩa giờ than đâu, than bỏ ngược lại hả? Thấy trong đây mình nướng hả? Cái dĩa mẹ mà để gánh lòng mà không, cái dĩa nhỏ cũng đâu có để vô đây được. Vậy giờ mình tính nướng sao? Tính nướng nướng đó thì than đâu? Than một bọc mới. Có nồi than, có bếp lò than đây, ta nướng luôn. Nướng ở đây, dĩa nước ở đây, nắng rồi canh để than nướng luôn phải không? Dạ. Rồi ta lấy ba bẹp dừa vô, ta đốt vô. Ra ngoài mà qua bển mà vô vườn quýt một cái rồi hồng dí hả? Trái dữ lắm, trái nhượng lá luôn. Bẻ con qua mà có mấy tiếng hồ mà bẻ được có 3 cây thôi đó mà đầy hết luôn. Bẻ dữ lắm mà mà đông người về bẻ chứ phải một người đâu. Có thằng Bia với anh Đại nữa. 27.000 cái gì? Chào bà con. Bây giờ nhà mình đang nấu cơm chiều. Cái này mẹ đi lấy đồ, mẹ đi lấy dừa để đốt, để tí nó có than, một tí nữa sẽ có than. Để cha nướng đi. Không thì bởi vì cập gấp thì nướng dĩ đừng làm. Cập gấp hay nướng dĩ? À che phải không? Chút á. Rồi thôi nữa con thấy nướng bằng cái đó đi. Nướng bằng nào? Chỉ là chặt chút á. Ừ, gấp đi cho nó. Thôi bữa mình nướng cá linh được mà. Nói vậy tao kêu về cái gì đi chặt cái chút. Đốt cái này là than nhóc. Dạ, thì đốt cái bịp dừa đó là than đó. Bây giờ cha đi xuống dưới cái bụi trúc của mình đó. Giờ cha xuống bụi trúc dưới mé sông để chặt cái cây. Xong rồi chẻ ra rồi kẹp con cá lại nướng. Chứ bây giờ mình không có mỡ, không có chiên. Mình nướng ăn với mắm gừng cũng rất là ngon, rất là thơm. Bây giờ nước ở dưới sông á, bây giờ nước đang lên cho nên bây giờ nó chạy cái vỏ rất là dễ. Có bữa mình chạy nước cạn rất là khó. Bây giờ chiều rồi nên trời không còn nắng nữa. Mát rượi luôn đó. Giờ chỉ có nấu cơm chiều rồi ăn rồi cha với mẹ có phim thôi, không có làm gì đâu. Một lát nữa con cha đi qua bên cái bà, cái ông gì bữa cha nói bị cục chân cục tay vậy đó. Cục tay cục tay để phát cái quà còn lại. Trời, chiều nay đổi món này ngon dữ vậy. Để kẹp cá vô đó. Cái này để dùng để nướng cá là nướng gì? Mình vít cá, cái này mẹ sẽ thả cá trước. Cái này bông bí để vô kiểu à? Thả này trước. Cái quay này ngon. Hai con hả? Ba con. Như này cha đang kẹp cá vô cái cây trúc để mà một lát nữa mình sẽ để lên bếp mình nướng nguyên một dĩ luôn, không có cần phải lấy cái dĩa sắt, mình chỉ cần kẹp như vậy là xong, là nướng chín. Cá nướng thì ăn rất là ngon tại vì nó không có cái chất của nó không có bị lan nước hay là gì hết. Nó không có
Nếu mà để nước thì nó sẽ bị ra ngoài nước rồi. Còn nếu mà nướng con cá bự như vậy thì ăn một tí rất là thơm. Kiếm gì bố? Vít cá để vô nồi. Cái này cá này thì mau chín, cái gì cũng mau chín. Tí nữa mấy cái bông bí để vô là nhắc xuống ăn được. Đợi cá chín là xong, mình sẽ ăn cơm chiều. Đây cho cụ cái này, cụ cá chê này. Ba con hả? Đậu á, hoa đã. Cùng hôm nay chiều nay ăn cơm ngon rồi. Nó bị sẹp, thôi gì cũng được rồi. Thằng nghe cái đu ngoài này nãy gì rồi, cũng giữa bự rồi, để cái đó dày. Rồi đúng rồi. Rồi buộc lại là xong rồi. Cái này bỏ cái này đi ha. Bỏ bỏ đi, bỏ đi. Không, bỏ gì là canh. Ừ. Có ăn được đâu mẹ. Ra nước ngọt. Mèo. Này, dắt này mẹ để... mẹ để dừa vô cho cháy nè, một lát nữa nó sẽ thành than. Đó. Khi mình để con cá là mình để cái hai cái cây cá này lên trên cái bếp lửa để nướng. Nhìn được xong xuôi thả bông bí. Dạ. Yeah. Thả xuống là nhắc luôn á. Ừ, mấy bí để vô. Nó quéo. Dữ vậy. Để muối trước. Lên bớt ngọt vô cái đã. Chúng năm nay làm ăn được hơn. Bất hạnh chưa? Còn trong năm nay mà phải lên đầu năm á. Cái đầu năm đi, ai cũng diễn Tết chân mà. Cuối năm. Ra đi hái. Từ khi cha chồng tới giờ cha chưa hái. Nè mẹ hái không sơ sát luôn. Cái lá sụ nha. Cái lá sụ cha. Phải mua. Phải mua hành thiên nhiên. Không nói ai đâu có mua đâu. Một người may mắn nhất trong năm sẽ ra làm nước mắm. Ừ. Nước ngon lắm. Nước mắm gừng nó mới đúng. Dữ thiệt. Thấy may mắn không? Nay mà cá mùa xuân rồi đó. Với gừng rồi nè. Này. Đó. Em thắt à. Đây, người mùa xuân mang mùa xuân đến với nhà mình ra mang nước mắm ăn bữa coi. Đó, quá ngon rồi. Quá. Thì cái đó ở đâu thì chạy đó. Em ơi đông dữ nữa. Một sao một
cái gan là kiểng á. Thì gan mà người ta trồng để giống như mấy cái hành á. Ừ, kiểng. Kiểng vậy đó, trái vậy đó. Ông nói 8 năm rồi, 8 ăn 8 năm rồi đó. Đây, mẹ gọt đổ tí ăn cơm xong rồi ăn chắc miệng nè. Ngọt. Cái chai đủ này của Bình cho. Cái rượu bự ngọt ngay thì mẹ thêm xoài là sẽ có viên tám nè. Xoài này gọt nó rồi đấy nè, nó nứt nó bị sống, bữa đó sống nhăn hả, này chín nè. Bữa đó sống nhăn hả, mình làm hết hai trái trồng gỏi á, còn lại cái nó không cài để trong cái bọc trong tủ á, để ngoài sợ héo rồi đi. Cái bọc cái giữa xương nó còn chưa chín. Nhìn cái áo của em mùa xuân dữ quá. Mùa xuân tới trên hai cổ luôn rồi. À nãy quên về quên đi lấy cái áo ba. Tại vì đó bụng quá giọt chứ gì nha. Đâu? Đó, cái dĩa hả nè? Dĩa chủ. Ngon dữ vậy. Để lạnh mẹ ơi. Một tí lạnh cái. À, bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô tủ lạnh. Mình sẽ bỏ ngăn đá luôn cho nhanh. Mà nếu mà nó cứ đó đông cứng thì hơi ăn ngon nữa. Này tí nữa mình ăn cơm xong mình mới ăn. Quá đã. Đẹp quá. Dạ sắp chín rồi đó. Quá ngon rồi. Ngon. Nhìn thấy ngon rồi đó. Thơm phức. Đã rồi, này chấm nước mắm ăn hồi đã luôn rồi. Nước mắm cũng ngon luôn rồi. Mắm ngon luôn hả? Ừ. Bây giờ cha nướng cá chín. Không bao giờ có quá ngon rồi. Quá đã anh luôn. Sao cái lá dừa này nó màu vàng vậy? Nó gần nó gần hư rồi đó. Tại sao đó, đỏ từ từ nó khô mình mới nhúng lửa đó. Nhưng mà tại sao nó bị vàng? Thì nó hơ nó già. Già. Con tưởng do bị đốt chứ. Đâu? Dạ. Mà sao già nhanh dữ cha? Ờ. Hay là do mình đốt? Phải. Đâu phải. Đâu phải. Nó nặng cái bên này nó không héo mà. Đâu phải tại nó già vậy. Nhanh quá ha, mới hôm mình qua. Mới có cái tàu dừa khô mà nhúng lửa đó. Nó bắt đầu cái bẹ này rồi, nó bắt đầu sang cái bẹ cái kế, cái sang rồi nó cao từ nó lột lóc từ từ lên nó cao. Tại cái lực nó phải vậy chứ. Cái đũa, cái đũa, cái đũa, cái đũa. Rồi. Chưa có đủ. Tao chi? Múc hai tô ăn cho nó nhiều. Trời ơi trời, rồi múc đi. Hai tô ăn cho nó nhiều. Dạ. Múc mắm rồi đúng không? Được rồi mẹ. Thôi múc thêm nữa hả? Nhiều quá. Tao thổi nó đây rồi. Ôi dữa, đậm nhiên hơi đen quá. Xỉn pin này đi đâu? Pin này không biết ông ở nhà rồi, đi rồi. Đi rồi, nó đi lột vỏ tràm. À quên, hôm qua nó lột vỏ tràm. Tao nghe chứ cha. Đâu? Nè. Quá ngon. Cái chơi vàng mà nướng thì nó thơm lắm. Đó, sức nó vàng gính luôn nè. Đây. Đã chưa? Cái chơi vàng mà chấm nó mắm gừng thì còn gì bằng. Không có ai mà chơi được hết. Ngon dữ lắm. Quên là trúng sách luôn rồi. Ừ. Cái chơi vàng nè. Cái không phải chơi trắng mà khác, con này chơi vàng. Có cái chơi bạch nó nướng không? Mà muốn nướng cái gì bạch
muốn nuống cá chê bạch của chị Cúc không? Rồi đi. Cái đó ở trên trên đài không có chiếu cá chê đi đó đó. Bán mắt mà. Như nó kỳ lạ, người ta câu súng lên, người ta câu lên để nuôi kiện thôi. Như bắt rồi để vô cái ấy nuôi. Cái chân chỗ chạm nhìn chân Minh Phát đó. Có mấy một cái vô bạch kỳ mà nó chắc tư. Cái đồ bạch. Nữa bạch nữa. Ui, ngon quá. Nóng quá. Đừng nóng nghe, từ thôi. Chung với sớm. Về hả? Ăn mừng chung sớm không? Ăn mừng chung sớm không? Mừng dạng về không? Nhưng mà nó về buổi sáng hay buổi chiều mẹ? Thôi chắc chưa chiều chiều mới tới. Thì ngày mai mình đi thả cá với mua đồ Tết trước đi. Tới trưa nó mới là vừa. Ủa còn gì nữa mẹ? Hết vậy? Có nhiêu đó thôi. Ủa hổng hâm dịch hết? Còn hết. Nè, thịt rượu. Thịt mua hâm chóng đi chứ đây này rõ không? Dạ. Hâm chóng đi. Rồi mấy ngọn đi mẹ. Bưng dẹp bớt đi để tùm lum quá rồi. Có vừa rồi đó. Để tứ rồi rửa luôn, tứ đồ rồi. Phải tứ cái gì rửa luôn. Cơm rồi đi tứ. Cơm rồi đi qua bên nhà bên kia nữa. Vậy? Cơm đi chị. Còn tứ chở anh thâu bỏ một nửa. Mà kêu để ướt nước cũng cứ thả ra hoài. Nó lên vụ. Thôi để đi mẹ ơi, canh chua để đi mẹ ơi, tối cũng hấp. Để trên đi cha. Miếng hơi giờ để cái đũa. Để cúng để dưới để trên. Được không? Thôi để dưới. Thì mai dẹn về để mình đi đó. Cho cha đỡ bơ, cho cha với mẹ đỡ buồn. À, xin chào bà con, hiện giờ là mẹ đang nấu chuối. À, bây giờ mẹ nấu thêm một cái nồi chuối này để ngày mai ăn sáng. Cái chuối này là chuối dông. Chuối gì mà chuối dông phải mẹ? Chuối dông, cái chuối này là cái loại chuối này nấu ăn với bạn ơi. Mà ăn trái no. Chuối này. Mời mua nồi thịt bự. Mai mua là con Tết luôn đó. Thì phải mua bự á mẹ, đừng có mua nhỏ nữa. Nhỏ cái tới nó ngon cái hết rồi. Mua sao mà ha, tới lúc nó ngon vẫn còn nhiều á. Thì mẹ nấu thêm nồi chuối này nữa là tối nay là ha, có tối nay ăn cũng được mà sáng mai ăn cũng được. Đây là nước mắm gừng nè, quá đã. Nhìn vậy thôi chứ không cay. Nhìn thấy ghê không? Thì vừa hái ngon chứ ghê gì. Không biết hái chị nào hết, tôi thấy ý là bốn con mà còn minh mông chứ. Ừ. Cái này là món cá chê cha nướng, cá chê vàng nướng rất là ngon. Còn cái này là thịt kho rượu ngày Tết. Ăn sắp hết. Cái này là chưa nước tới Tết, mắm gừng rất ngon, chưa tới Tết ăn sắp hết đâu. Cái này là cá canh cá quay bông bí rất là ngon. Trời ơi, hôm nay ăn nhiêu đây món nè. Quá đã luôn mẹ kêu. Cái chị vàng chấm. Ủa cha còn đâu răng hả cha? Bớt à. Ăn được rồi, này cá mềm không à. Mời cha mẹ ăn cơm, cả nhà ăn cơm. Ăn cơm. Ủa, cho nó nhiều đó. Tấm lộn rồi đó. Cá quay. Cái chiên cơ. Cái chiên nó chấm nó ngon kìa. Ngon quá. Cá quay cũng ngon quá. Ôi ngon dữ. Cá này thật thơm. Mềm. Ngon không? Cá điên quá hông? Cá chấm mắm gừng thử coi. Ăn thử coi. Lâu rồi không ăn cá mắm gừng. Quá ngon. Cá chê nướng. Chê nướng chấm mắm gừng. Nướng nó thơm. Thơm. Là cái này là cái trúng sách nó luôn. Ừ. Cái hồi đó là thường nằm cá chê mắm gừng. Thank you.
Sao em? Ngon. Chiều mắt rưỡi luôn không? Giờ đâu có nắng đâu. Có nắng ở đây, đâu có nắng. Mấy căn trang ở đây nhận mát. Hết rồi, nó hết bụng ba cái tí tí đó. Đó nó bung cái là cái đó là nó hết tí tí rồi đó. Cái xe nó là trái rồi. Còn cái bút này nó còn bụng trắng giả. Một cái màu có ào vàng khúc kia này. Cái bếp này mẹ đang nấu chuối, tối ăn tiếp. Rồi sáng mai ăn sáng tiếp. Ăn sáng là biết mặt gì? Ngon rồi, ngon rồi, có thể ngon rồi. Có thể ngon rồi đó, vô vô bánh này. Nó cũng không có nhiều chân. Ăn mặn bớt chân. Tí nữa gọi nó đi. Một tí nữa ăn cơm xong cho lấy điện thoại ai cha. Gọi liền. Đừng nói hút tiền. Mình làm nó non chứ. Con không? Kêu nó hả, sáng sớm ngày mai 4 giờ thức chạy về liền. Là chị đi đỡ cái xe giống gì vô. Nó đi trễ cái xe. Thì đó là mai có chạy cái xe nữa con vậy. Mà xe giống gì vô. Mai chạy chữ lắm con người ta 4 giờ chiều về. Ngày mai người ta đi về. Ngày mai người ta mừng bọt nè, chị mộng chiều. Ngày mai người ta đi về dữ lại. Đúng rồi. Đồng dữ lắm đồng. Cũng như nó nè. Sớm thì may ra. Lý do là hôm nay là ngày cuối tuần. Thì cái công ty người ta làm tới cuối tuần cái tầng nghỉ luôn chứ ta không có dù nghỉ hôm qua không là sợ như là thứ bảy chủ nhật nhưng mà bữa nay là tối nay là nó về lần lần rồi nè. Có về cũng thôi, nó về nha, nó gia ca là nó về đó, có người thì cũng về. Không có bằng cái sáng. Đúng rồi, không bằng ngày mai, nhưng mà sáng mai ngày mai mới giữ. Cho nên mình kêu nó về sớm nó sẽ đỡ. Đẹp thứ bảy chủ nhật thì cũng tới tới rồi thì nghỉ luôn chứ đâu công ty vào làm nữa. Ngày mai mình lên trển thêm cái đường kiểu mình thấy. Còn bên kia con lương thì là nghẹt nghẹt luôn. Năm nào cũng vậy á. Mình về bên đây hay đặt nghẹt bên kia chắc lỏng. Chứ ai đâu đi lên thành phố làm gì. Rồi. Ta chừng bữa mình cháo cái bên đây đặt nghẹt bên đây chống. Rồi lấy cái gì. Chưa á, chưa lạnh đâu. Cái gì dặn lạnh rồi. Em mới đi hỏi cha luôn đi. Rồi chắc rồi. Mình sẽ đi làm chưa gì đâu. 5 giờ. Mày cha đi đâu? Tối hả? Trên nó vừa rồi. Nó ra trong chỗ đầu nằm á. Ngon thì cứ gọi thôi. Chó là gì nhanh. Ngày mai mình chơi chiều, sáng sớm đi sớm mua hết cá rồi ngoài đó là người ta không có ăn luôn. Ta chuyển sang cá biển. Có lo quá cha lớn không? Lớn. Lớn rồi, rồi mà còn mái, gọi nó đi cha. Rồi mở lo lớn lên. Rồi mọi người hả, nói chuyện cho chị vô cho nó giữ. Để nó ngay giữa nó. Mất cười cho nó về sớm gì hết. Hôm mai đặng anh này đãi được bữa tiệc. Một chút, một chút, một chút. Hôm mai đãi tiệc cho anh đi thành phố rồi. Ui, trễ không gặp. Gặp mất liền phố. Nghe trễ không gặp nghe sao? Không, không gặp đi rồi á. Không ăn, không ăn. Ăn, 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 ăn. Bà vô nè, bỏ lo đi. Không, cha nói đi. Cha nói cái này. Không, thì bây giờ cha nói đi nè. Cha nói đi. Cha nói. Để cho mẹ nghe. Cha cho mẹ nói. Không có để đó chị. Để mình mọi người nói. Cũng đi là chắc nôn dữ à. Nó làm chưa về. Đang làm. Chắc là chưa về đâu.
giờ đang làm trong công ty mà. Ừ. Nó tối rồi. Mày đem mày về chưa? Mấy gì á? Sáng gì sớm mấy giờ về? Chiều mai không mới về. Gì sớm đi. Trời đất ơi. Tính là về anh mày chiều mai anh mày đi lên chở rồi giờ về chứ ngoe hả? Sáng gì sớm đi rồi về ăn uống rồi chẳng chiều anh mày về chở. Về ăn mừng trúng số rồi. Trúng số rồi về. Trúng số chính thức cái gì trời. Trúng số rồi đi về đây. Chia tiền cho. Chia tiền cho. Gì? Nhà ngày xưa giờ chưa trúng số nữa vậy. Nghe nó lạ lắm. Anh mày trúng số, ngày mai ăn cái tiệc giờ mày về đang gặp anh mày chế anh mày đi rồi. Sáng gì sớm. Về chia. Bây giờ mày về đi chia tiền cho. Má chị. Không mà cái việc của mày nó cần không? Nó cần ấy không? Chiều mai lên hả? Ừ. Nói chung càng sớm càng tốt. Rồi nói chung là mày kèo không chịu mày làm đi mày ơi. Ừ. Rồi về chia tiền sao cũng được. Không có cờ lần thứ hai đâu. Ừ. Nó không. Số tiền nó sẽ vơi theo thời gian. Nếu về chậm thì nó hết. Về chậm là hết rồi. Ừ. Dữ không? Không tin được luôn á. Thấy ghê không? Bây giờ mày về đi rồi nó chia tiền cho. Rồi. Mai làm cái tiệc ăn mừng chúng với số mời Dương Út rồi nữa. Thôi tao đi công chuyện tùm lum chứ mày ơi. Thì mày cứ về đi rồi mày thay phiên tao với nhà ở với cha mẹ nè. Rồi. Thôi giờ mày lo công chuyện đi về cái chứ đừng có bỏ lỡ gì hết trơn nha. Rồi. Cần thiết thì mà muốn không chịu về thì chịu. Ờ, chịu về cũng được. Chịu về gặp mặt cái rồi tao đi cũng được, đưa tiền cái đi cũng được. Rồi. Hẹn chúc bạn may mắn lần sau. Trời. Nó không hỏi là mình trúng bao nhiêu tiền luôn á. Thế nó không tin. Nó chỉ biết là trúng số thôi, nó chẳng biết là trúng bao nhiêu luôn á. Nó không hỏi nhiều chứ ơi, nó ngồi ăn. Nó phải nói hỏi gì? Biết. Tại có nhiều giải mà sao nó không hỏi giải nào thôi. Nó đâu có biết thì trúng số có nhiều giải, nó chỉ biết trúng số với giải đặc biệt. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đâu có biết mua số đâu biết trúng giải nào. Nghe trúng số thì người ta chỉ quan tâm giải đặc biệt thôi chứ mấy giải kia đâu có ai quan tâm đâu. Đúng rồi đó, anh nhận chưa trúng. Quan tâm giải đặc biệt không à. Nghe trúng số nó dữ dằn lắm. Em hôm qua em mua hả 10 tờ cái lô đó coi như là em trúng 3 triệu rồi. 3 triệu rồi. Biết trước chắc là nó cũng trừ lại nó bằng chứ nó đâu có được nữa. Không đâu biết được. Đúng rồi. Thơm ơi. Ăn không cho hết cái. Cô Bin sắp về. Nó như nó hồi nào đầu khắp xóm mà. Đây nói đúng số người ta đồn đâu mà thằng đầu đúng số. Hàng chi không dài nữa là mua lại cái kia. Cái này từ thiện tụi lưng tới lạ ha. Lý người ta suy luận hợp lý không? Ừ. Người ta sẽ suy luận rất là hợp lý. Từ thiện đồ không dài nè. Là nói lên cái trách nhiệm dám nói. Mình nói ít thì mới là lại. Có nói ít cái người ta đồng nhiều không. Mình nói 3 triệu cái người ta sẽ nghe qua thứ hai là thằng 30 triệu. 3 tờ giấy số. Cái xong rồi tiếp nữa là 3 tờ giấy số. Tiếp nữa là 3 tờ giấy số, mỗi tờ 30 triệu là 90 triệu. Thì đã hay lắm. Không hay lắm. Bộ đại âm thanh. Đó là bà con sẽ chết về. Coi chờ. Nghĩ rồi, nghĩ rồi. Nó tấm đặt cái chặt rồi đó.
cần Tết mình nó quy hoàng hơn. Lớn thì lớn, lớn từng chút này. Cần gì đặc biệt, chỉ cần lên nhích thêm giải nữa thôi là được rồi. Nhích thêm giải này là được 10 triệu. Là ngon rồi. Cũng linh đình ha. Ừ, là được rồi. Nó cũng ngon. Dữ lắm. Tối cũng ngẹt rồi. Dắt rồi, dắt tối á. Dắt rồi, 8-9 giờ. Chỉ có đi lúc sáng sớm thì may ra. Sáng sớm mai đi sớm thì may ra. Chứ tại vì đêm ta cũng đi. Mà đi sao không? Nó trừ hao. Đúng rồi. Ngày mai là cái ngày thứ bảy thì vẫn còn một tớp làm thứ bảy mới về. Nó làm xong chiều thứ bảy là nó về luôn. Tớp thứ sáu cũng ít đó chứ không. Cái ngày 29 là ngày mơ với 29 là mới đường nhiều. Còn 30 thì ít. Tại vì 30 về cũng hết rồi. Ừ, 30 về cũng hết rồi. Ủa ba cái đồ cái đây mày không có đem ra nhắc mà cũng vô luôn mấy lên. Ủa em có bấm nút nãy giờ không? Thì không? Xin chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại bà con trong những clip sau. Mình sẽ đi thả cá. Mình sẽ đi lãnh tiền vé số với lại đi thả cá. Mong là sẽ trúng nữa. Mình đi thả cá tiếp. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Mời đi thả cá nè. Thả tiếp. Mới có tiền trong tay mới chắc được. Có những cái việc thì mà mai mình đi đổ ra tiệm vé số đó. Đổ có thì thả, đổ có là thôi. Hứ? Sao có? Không có thì mình đi mua đồ Tết. Ừ, có thôi. Đổ chắc chắn có chứ. Không, nếu thì trước có trúng thì đổ gì đó. Cái thằng đó nó đại lý chứ phải mấy người bán thì không có đủ tiền. Chứ nó đại lý thì chắc nó cho mình đổ mình nó lời chứ bộ. Rồi. Rồi không đủ 3 triệu không? 2 triệu mấy. Ừ, chắc có 2 triệu mấy. Nó lời chứ. Cả như 2 triệu 7 chắc ăn này. Mừng dâm này. Suy có cái chúng nào biết như thế nào. Nào giờ có chú mua số đâu rồi mà chứ chú em nói anh em chú số anh cũng có tin đâu. Anh còn nói em không biết dò, anh nói là hả coi chừng lộn đài. Mẹ cũng đâu có tin đâu. Tại hôm đó con nói con không biết dò. Mà giờ nó chú sao đâu. Tại vì không biết dò, ví dụ người ta nói sai chật số, chật số gì đó. Còn giờ này nó đi nguyên lọt rồi thì đúng rồi. Nó giống nhau hết luôn rồi. Không biết, nhiều khi dò rồi nó chặt mà mình không biết. Sợ rồi đó. Chặt đài thôi. Chút nguyên lọt vậy đúng rồi. Chưa có cái đài á. Coi cái đúng cái đài với cái ngày tháng. Đây hồi gặp con thôi khỏi chúng rồi, khỏi. Đúng rồi. Bây giờ thấy coi ông có đổi. Mai mình đi mãi luôn. Chết mẹ luôn. Còn cái chú đổ luôn. Chú chó mừng quá, bỏ chuối. Bỏ chuối đó. Còn trái thì không thấy. Quá dữ. Bây giờ ấy 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 ấy